Nhiều báo cáo cho rằng Nga đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào binh lính và dân thường Ukraine ở Mariupol. Tuy nhiên, tuyên bố này không được Tổng thống Ukraine Zelensky cũng như quân đội hay tình báo phương Tây xác nhận. Chính quyền Thượng Hải đã chia thành phố thành các khu vực nhỏ hơn và phân loại mỗi khu vực thành một trong ba loại. Hành động này được thực hiện để áp dụng lệnh hạn chế cụ thể hơn thay vì phải phong tỏa toàn thành phố. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra lệnh cho tất cả các nhân viên không thiết yếu của chính phủ rời Thượng Hải trong bối cảnh tình hình Covid đang xấu đi. Một số phương tiện truyền thông đưa tin về việc Quảng Châu, trung tâm sản xuất lớn có sân bay bận rộn nhất Trung Quốc, có thể áp dụng lệnh phong tỏa thành phố. Thị trường tiền điện tử giao dịch ở mức cao hơn vào thứ Ba với Bitcoin tăng 1,5% và tiếp cận khu vực 40.000 USD, Ethereum tăng 1,4% và thử nghiệm khu vực 3.000 USD. Dầu tăng khoảng 1% trong hôm nay. Brent tiếp cận ngưỡng 100,50 đô la Mỹ trong khi WTI giao dịch gần mức 96,30 đô la Mỹ. Đừng quên theo dõi kênh để xem nhiều nội dung hấp dẫn về trading mỗi ngày nhé.